cơm với cái gì mà nãy giờ thấy ăn cơm không nhỉ? Chân bên la có hột xoàn kìa. Nè, có hột xoàn. Giải có thể đổi. Trời ơi, nhai chưa nuốt rồi bà ngoại dồn vô coi một họng nữa kìa. Nuốt rồi mà. Chưa. Nuốt rồi. Nuốt rồi, tao hấp canh luôn. Một họng luôn rồi kìa kìa. Ăn từ từ thôi mẹ. Ăn quá cái bao tử nó nhai không kịp. Nhai từ từ thôi con, nhai quá đau bao tử á. Ủa, ồ, con cái tay kìa, ồ, Sơn muốn tay đeo vàng kìa, ở thương quá bố ơi. À, mẹ thấy con Sơn móng tay con đeo vàng, mẹ thấy thương quá à. Sao giờ này Bella giàu quá ta, Bella có nhiều tiền quá vậy. Sơn móng tay đeo vàng giống như quý phái quá vậy. Chút một tí nữa chụp Bella hai ba tấm hình đi chút. Cái mặc đồ này nhìn đẹp quá. Nay Bella tự lựa đồ hả Bella? Con tự lựa đồ đẹp quá ta. Không ạ. Xíu